Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng kỹ thuật mô hình kỹ thuật nhựa này để làm ra một cái cao. Như vậy là mình đã làm hoàn thành được một cái cao bằng tay như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.